Hiện nay kinh tế Việt Nam đang phát triển, kèm theo là khả năng sở hữu xe ô tô để đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng nhiều. Trong khi đó, kiến thức sử dụng bảo quản xe còn hạn chế. Do vậy ai cũng muốn tìm một nơi bảo dưỡng, sửa chữa ô tô uy tín, chất lượng. Hiểu được nhu cầu này, công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô An Giang đã được thành lập. Ô tô An Giang tọa lạc tại địa chỉ số 42/58 đường Phạm Cự Lượng, phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Ô tô An Giang chuyên dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng cấm xe ô tô 5 chỗ, 7 chỗ, 8 chỗ, 9 chỗ, xe từ 16 chỗ ngồi trở lại, phục hồi trợ sức sơn thân xe, xe bị va chạm, đồng sơn thêm phụ tùng từng chi tiết giao nhanh từng ngày. Sơn giao xe nhanh trong 4 giờ, 8 giờ, 12 giờ, 24 giờ. Đặc biệt sơn xe có bảo hành, chăm sóc, bảo dưỡng xe định kỳ theo quy định của nhà sản xuất, bảo trì, sửa chữa toàn bộ xe gầm, hệ thống khung gầm, động cơ, điện thân xe, máy lạnh, thay linh kiện, phụ tùng chính hãng giá cạnh tranh. Đặc biệt sơn xe, thay phụ tùng, lắp phụ kiện, tổ đồ chơi xe có bảo hành, trang bị máy đọc lỗi ô tô đa năng với các tính năng chuẩn đoán lỗi nhanh chóng, kiểm tra hệ thống điện, mã phần mềm, mã phụ tùng, hỗ trợ thanh toán bảo hiểm nếu xe có bảo hiểm hai chiều, cam kết đúng giá thị trường, đội ngũ kỹ thuật viên có tay nghề, trang thiết bị hiện đại, với phương châm ô tô An Giang một điểm đến đa tiện ích.